Hello cô chú chị và các bạn, mình hôm nay mình chở con bé gái nó 17 tuổi, năm tới đi học đại học, rồi mình cho nó chạy tập lái xe để lấy bằng lái, để năm tới đi học rồi tự túc đi lái. Mình chỉ cho nó chạy từ nhà mình đi xuống tới nhà chú của nó, rồi vòng ra một đoạn rồi đi về nhà trở lại. Thì mọi người hãy theo trang mình để dỡ mát cũng vòng nha. Always low and straight. Okay, stop. Always look back, okay? Look back here. Oh, I just pressed something. The mirror is okay, but the mirror is just for your backup. Always look back. Where is Uncle Thomas? Go to Maya's house first. Come on, man. You go to her I house a million times, and you know where is it? It's been a long time. When is Dustin coming for? Dustin. Always slow in the turns. You don't know where's my house? No, I mean, do stop we go first. To the back? Stop first. Look around, no car, then go. I wanted to know if we're going through the back way or not. Look at the gate. Turn signal right. Keep right. When you turn right, always keep right. Speed up. When you're new, ignore the phone. So who call, who care?
turn left. Second house on the right. Yeah. Này ngủ mấy em? Ngủ làm gì ngủ chứ làm gì giờ? Shit. Sao bà vào đâu tới giờ này? Ngủ luôn hả? Vào nữa. Với này ngủ nữa. What? In here. Probably sleeping. Đi tập lái? Yeah. Ừ. Lái xe hả? Lái xe. Morris Bridge. Điên vòng lên 5-6 mới chạy về.
Yeah, you have to do at least a couple of times a week before you get used to your driving. Oh, đồ anh lắc nó hay ngồi vậy. Yeah, man. Hello, mọi người. Đúng rồi, số ông Vũ nói. Bye. Okay, today Tiffany is driving. Hi. Say hi, say hi. Hi, hi, hi. Hello, man. Cỏ nhà này, cỏ nhà kia khác chỗ nào? Ồ, xanh xanh nước nè. Mấy tụi kia nó có hỏi là sao nhà cỏ nhà này xanh nhà bên kia thấy chín ngay rồi. Ồ, hàng bên đây cũng xịt lên nè phải không? Mày xin hai nhà này cỏ xanh mướt rồi, mấy nhà kia vàng kè hết trơn. Your door is still open. You see that? Slow. Look back here. Từ từ. You're on the grass, man. Why you have to memorize your way out. Slow down on the turn. Straight until you hit the bridge. Come on, man, can't remember your way out. Well, you get in, you have to cross the bridge, and you get out, you have to cross the bridge. I don't know where the bridge is. Okay, signal left. Stop sign here, so you have to stop and look. Do I stop behind this one? Right here. So when you hit the stop, you have to do four stops. Remember, always four stops. When you have license, you can slow down you want, but if you don't do a full stop, the cop see you, they stop you. So always do a full stops.
No, no. Well, to the right? Or is it to the left? That's how you go home. You cannot go left to go home. Oh. When you go in, you go turn left. Now you go home, you have to turn right. Exactly where you're going. Do not change lane like that. If yeah, there's a car behind you, they may hit you. There wasn't a car behind us. There is now. Yeah. Try to calculate your lanes over there, because you almost go over the shoulder. When you hit 56, turn right. See the red light? Slow. Okay. Okay, keep going straight.
say. Now we're trying to, you know, how to get a good Konga house. Talking a lot. Rồi, thế thì cũng xong rồi. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình nha. Thì nếu được nhờ bấm cái nút subscribe với like cái video để cho nó thoát qua cái kiểm toán của YouTube. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại nha.